Hello, xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay là ngày lễ Noel mọi người ạ, nên là em Ánh muốn gửi tới lời chúc sức khỏe, những điều may mắn tới những quý khách hàng yêu quý của em đang xem kênh và cũng như là trong cái thời gian qua luôn luôn ủng hộ kênh của em nhé. Hôm nay em xin gửi tới quý khách hàng dự án 4 căn vị trí mới của bên em, với cái vị trí là thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em xin gửi tới quý khách hàng dự án 4 căn vị trí mới của bên em, với cái vị trí là thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án là 4 căn mọi người ạ, đây này, đã đi vào hoàn thiện tới 95% rồi. Và dự án này thì nó rất là gần với lại đường Lê Trọng Tấn Hà Đông mọi người ạ. Nó thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông mọi người nhá. Cái giá chào bán thì chỉ từ 2 tỷ 180 triệu đồng. Hướng nhà thì là hướng Đông Nam. Hôm nay mình sẽ quay một trong 4 căn đó để gửi cho tới quý khách hàng. Thì xin mời mọi người đi theo em vào căn phía trong cùng xem là cái ngôi nhà này với cái giá trị là 2 tỷ 180 triệu thì được thiết kế như thế nào nhá. Mời mọi người đi theo em. Về phần ngõ trước nhà đây mọi người này. Ngõ trước nhà thì là được thiết kế khoảng tầm 2m, hơn 2m. Và cách cái trục đường ô tô đi lại thì rất là gần mọi người ơi. Cách trục đường ô tô đi lại tính từ vị trí nhà đầu tiên mà đi ra trục đường ô tô đi lại thì nó rơi vào khoảng tầm 20m thôi. Mời mọi người đi theo em vào phía căn trong cùng, căn thứ tư của cái lô nhà này. Giá thì em nói rồi, hướng là hướng Đông Nam. Và căn trong cùng đây mọi người à, cho căn trong cùng này thì luôn luôn tận dụng được cái phần sân trước để có thể để xe cộ rất là tiện lợi. Và như mọi người quan sát thì cái phần hoàn thiện về gạch, về cửa chính của ngôi nhà thì là được thiết kế là cửa 100% gỗ mọi người nha. Và cái mặt tiền của ngôi nhà đây thì là đã được sơn cũng như là ốp đá rồi mọi người ạ. Đây này. Mời mọi người cùng em Ánh đi vào trong phía phần bên trong của căn nhà xem là cái căn nhà này được thiết kế như thế nào. Với cái diện tích 30m mọi người ạ, cũng khá là hợp lý. Thì có một chút nữa về phần dọn dẹp nữa là ngôi nhà này có thể hoàn thiện xong hết rồi. Về giấy tờ sổ đỏ chính chủ pháp lý hợp lệ và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu mọi người nhé. Đây chính là phía gian phòng khách mọi người ơi. Về phần gạch lát nền cũng như là về phần sơn, trần thạch cao và hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện thì đều đã được lắp đặt và hoàn thiện xong hết rồi mọi người ạ. Cái ngôi nhà này thì đã được lắp đặt đồng hồ điện, đồng hồ nước theo tiêu chuẩn của nhà nước mọi người nhá. Xin mời mọi người hướng theo em vào phía phòng khách.
Cụ thể đây mọi người có thể nhìn giúp em về hệ thống trần thạch cao của ngôi nhà được thiết kế rất là tỉ mỉ, tinh tế. Hệ thống cái trần thạch cao là theo hệ giật cấp và có trang trí. Đồng thời ở cái căn phòng khách này, chủ đầu tư có để chờ một cái móc treo quạt trần mọi người ạ. Đây, rất là rộng. Cửa chính của ngôi nhà thì là được làm bằng cửa gỗ lim mọi người nhá. Và xin mời mọi người hướng vào cái phía căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phần tủ bếp mọi người ạ. Tủ bếp này chính là tủ bếp gỗ an cường, chống cong vênh mối mọt mọi người ạ. Với những cái chất liệu tốt nhất tạo nên một cái tủ bếp rất là hoàn hảo, màu sắc rất là nhã nhặn và tinh tế, với hai cái tông màu là màu trắng và màu nâu. Đồng thời toàn bộ cái khu vực bếp này thì chủ đầu tư đã ốp đá mọi người ạ. Đây này, lên trên cái khu vực bếp này tạo cho một cái không gian bếp rất là tinh tế cũng như là rất là đẹp. Cái mặt bếp thì là được lát đá đen bình định đây mọi người ơi. Đá đen rất là chắc chắn. Và phần chậu rửa cũng như là vòi rửa đều được chủ đầu tư lắp đặt và thiết kế đầy đủ hết rồi. Cái chất liệu là inox 304. Cái gạch lát nền, gạch ốp nền này, lát nền này là kích thước 60-60 quý khách hàng nhé. Ở cái phía tầng 1 của ngôi nhà trên phía phòng khách này thì có cửa sổ, hẳn là hai cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài mọi người ạ. Cho nên vào trong cái không gian của cái căn nhà này rất là thoáng, rất là thoáng. Diện tích thì tuy có hơi nhỏ một chút xíu thôi nhưng mà chủ đầu tư cũng cố gắng tận dụng mọi cái chi tiết tối đa, mọi cái diện tích tối đa để thiết kế làm sao rất là hài hòa cái ngôi nhà. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em xem tầng 2 thiết kế như thế nào nhé. Cầu thang đi lên này mọi người này đã được lát đá xanh rồi, rất là đẹp. Và ở giữa ngăn cách giữa phòng khách và khu vực cầu thang là một vách gỗ CNC màu nâu và màu trắng. Đây chính là phần cầu thang đi lên. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang cũng được thiết kế đầy đủ và xong hết rồi. Chất liệu này là gỗ lim mọi người nha. Mời mọi người lên theo em trên phía tầng 2 của cái căn nhà này. Đây chính là phần tầng 2 mọi người ạ. Với thiết kế phòng ngủ rất là rộng và cửa thông phòng thì mọi người nhìn thấy không? Cũng rất là khác với một số căn trước kia em ánh quay đúng không ạ? Cửa này là cửa nhôm vân gỗ mọi người ạ. Nhôm hệ vân gỗ mọi người nha, rất là đẹp, kết hợp với lại kính nữa mọi người ơi, rất là đẹp. Nếu như mà thoạt nhìn lúc đầu là em bị nhầm sang thành cửa gỗ đấy cả nhà. Và phía căn phòng ngủ này thì có một nhà vệ sinh ở bên trong đây mọi người nha. Cửa nhà vệ sinh thì đã được thiết kế đầy đủ hết về bồn cầu, vòi xịt cũng như là hệ thống sen cây tắm, nóng lạnh đều đủ cả. Lavabo và gương đây mọi người ơi. Gương trang trí trong nhà tắm này rất là đẹp. Bồn cầu liền khối thương hiệu là Toto cả nhà nhé. Và đồng thời là cái vòi chậu này cũng thế ạ, cũng là thương hiệu Toto, cũng như là cái bộ sen này cũng là thương hiệu Toto luôn, đồng bộ luôn mọi người ạ. Mời mọi người theo em ra phía căn phòng ngủ tầng 2. Căn phòng ngủ tầng 2 thì được thiết kế nó rơi vào khoảng tầm 22m2. Và cái cũng đã được ốp lát nền gạch là 60-60 vân giả gỗ mọi người ơi. Nếu như mà nhìn ở trên video thì chắc là mọi người sẽ nhầm là thành sàn gỗ, nhưng mà đây là gạch mọi người ạ. Và trên cái căn tầng 2 này thì có ban công hướng ra phía bên ngoài mọi người ạ. Rất là thoáng. Đây, ban công tầng 2 cũng được lát gạch 50-50 vân sỏi để chống trơn trượt. Bởi vì ở ngoài này nó khác với phần bên trong mọi người ơi. Ở ngoài này nếu như mà mưa mà hắt vào thì sẽ dễ bị trơn ý. Tầng 2 đây, ngoài cửa sổ mọi người đã nhìn thấy thì này còn có cửa kéo để đi ra phần bên ngoài nên cửa này rất là thoáng. Và hệ thống đèn LED chiếu sáng cũng như là
phần sơn, phần gạch ốp lát đều đã được lắp đặt và hoàn thiện gần như là xong rồi. Xin mời quý khách hàng theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với lại cái thiết kế này thì tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tuy nhiên thì tầng 3 phòng vệ sinh lại được đặt ở phía bên ngoài chứ không còn ở bên trong như cái trên tầng 2 nữa. Đây mọi người có thể quan sát luôn. Mỗi tầng có một sự khác biệt và thay vào cái hệ thống xe cây thì là chủ đầu tư dùng hệ thống sen thường. Về công năng sử dụng thì như nhau. Đây, căn phòng ngủ rất là rộng. Và cửa thông phòng thì cũng là cửa nhôm gắn kính mọi người ơi. Trên tầng 3 này cũng có cửa ra hướng ra phía ngoài ban công. Và đây mọi người này, phía ban công thì đã được lắp đặt hết cái hệ thống sắt sơn tĩnh điện để an toàn cho cái căn phòng ngủ, an toàn cho cái ngôi nhà này rồi nhá. Từ vị trí của cái căn nhà này, em Ánh quên không chia sẻ, từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội chỉ rơi vào khoảng tầm 200m thôi. Từ vị trí của căn nhà mà đi ra cái đường ô tô có thể đi lại, đường to cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 30m. Và rất là gần những cái tiện ích xung quanh về trường mầm non, tiểu học, trung học, cấp 2, cấp 3 rất là gần. Và rất là gần chợ dân sinh nữa mọi người nhá. Cách cái mặt đường Lê Trọng Tấn khoảng tầm 800m thôi mọi người ạ. Và tầng cuối cùng em xin gửi tới mọi người, đây chính là phía tầng 4 đây. Bước lên trên phía tầng 4 thì nhìn thấy một cái giếng trời rất là sáng để lấy toàn bộ cái ánh sáng xuống cho khu vực cầu thang mọi người ạ. Đây, tay vịn cầu thang là từ dưới tầng 1 đi lên là đều là gỗ hết mọi người nhá. Đây chính là khu vực để máy giặt, sàn thoát nước đây mọi người ạ. Đó, một khu để máy giặt riêng. Và trên tầng 4 này là gồm một phòng ngủ nữa mọi người nhá. Trên tầng 4 này cũng được thiết kế gồm một phòng ngủ nữa. Mọi người có để ý thấy không ạ? Căn tầng 2, tầng 3 thì khi mà bước lên cửa chính là ở bên tay trái của em. Nhưng lên trên phía tầng 4 thì là cửa chính ở bên tay phải đây mọi người nhá. Đó, gạch lát nền đây mọi người ơi. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 đều được lát gạch 60-60 giả gỗ hết. Và màu sơn của toàn bộ ngôi nhà này từ dưới phía tầng 1 cho tới lên tầng 4, màu sơn chủ đầu tư sử dụng toàn bộ là màu trắng mọi người ạ. Mời mọi người hướng theo em ra phía phần, đây chính là phần sân phơi mọi người ạ. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà này. Với cái diện tích là 30m thì sân phơi không phải là quá rộng nhưng cũng đáp ứng được cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng nha mọi người. Em sẽ nhắc lại một lần nữa với cái diện tích của ngôi nhà như sau. Diện tích thì là 30m², hướng nhà là hướng đông nam. Giá chào bán 2 tỷ 180 triệu đồng. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết, muốn tư vấn và được đi xem nhà thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video bất động sản tiếp theo.